Kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tô màu nhé các bạn. Vậy là mình đã đi tô màu xong nhé các bạn nhé. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô màu, những chọn loại màu sao cho thật là đẹp.
Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Chết tiếp tục bị tò mò nhé các bạn. Bây giờ mình đã tô màu xong cái nha các bạn nha.